cũng đem về nhà mình nuôi để mình quay mình cho các bạn xem, nhưng mình hướng dẫn một cách kỹ càng cho các bạn, nhưng mà nó không có điều kiện các bạn, các bạn cũng thông cảm này. Bởi vì nhiều khi mình đi lấy mà. Chào các bạn trở lại kênh Long Phi 1985 Nguyễn của mình nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Gặp được tại các bạn mình rất là vui. Hôm nay mình muốn nói cho các bạn lý do gì sao mà mình không đem tổ ong về nhà nuôi các bạn, mình chỉ nuôi ở thiên nhiên thôi. Đó là lý do chính để mình quay video này để cho các bạn xem. Đây chào các bạn, đây là chỗ ở của mình nha. Đây chỗ ở của mình. Đây là chỉ là chỗ ở của mình thôi, nhưng thực chất nó là nhà trọ nha các bạn, chứ không phải là chỗ ở của mình. Mình quê ở An Giang, mình lên đây đi làm. Đây mình chơi, ở đây chỗ này mình chỉ là mướn nhà trọ, mình thuê mình ở thôi để đi làm thôi. Chứ thật chắc là mình không phải là nhà này, không phải là của mình. Đây, đây cho mình quay nhà cho các bạn xem này. Trước đây là cửa ngay ngoài. Đây, nhà, tường, sau này là nhà cầu, nhà tắm nha các bạn, chỗ rửa chén nấu cơm nha. Còn bên đây là phòng ngủ và chỗ ngủ, nó chỉ dọn dẹp được bao nhiêu thôi các bạn ơi. Đấy, đấy, đây, bên đây tường là nó chỉ như thế này đi ra sau thôi. Giờ bên này là nó chỉ như thế đi ra sau, và ngoài sau đó là chỗ kết thúc nha các bạn. Đấy, cho nên nói chung với các bạn là mình cũng rất muốn đem về nhà nuôi, nhưng mà thật chất mình không có điều kiện các bạn. Chỗ mình các bạn thấy rồi đó, bây giờ nuôi ở đâu bây giờ. Mình cũng đem về nhà mình nuôi để mình quay mình cho các bạn xem, nhưng mình hướng dẫn một cách kỹ càng cho các bạn, nhưng mà nó không có điều kiện các bạn. Các bạn cũng thông cảm nha. Bởi vì nhiều khi mình đi lấy mật ong á, mà mình cứ hay là treo tổ ở tự nhiên không á, là lý do là như thế. Đó là lý do mà tại sao mình muốn quay video này để mình nói cho các bạn biết đó, là mình không có đem tổ ong mình nhà nuôi, mình chỉ nuôi ở thiên nhiên thôi. Là tại lý do là chỗ mình không có chỗ nuôi các bạn. Đây mình chỉ thuê nhà trọ người ta thôi, không có giường tược cây cối gì hết, cho nên mình không nuôi được, khó nuôi lắm. Chứ không phải là mình không muốn các bạn. Mình chỉ ở này đó, đó nhà. Đây là mình thuê thôi các bạn, mình thuê chỗ ở thôi nha. Ở trước này là gian bên trước ấy nha các bạn. Đây là phòng ngủ của mình, chỗ ngủ của mình. Rồi, còn ngoài sau này một phòng nữa. Đây là tường là hết rồi các bạn. Đây là kết thúc đây, bên ngoài là sau nhà rồi, không còn ấy nữa. Đây, ngoài sau này là sau nhà rồi, hết chỗ rồi. Rồi đây nhà bếp các bạn ạ. Bếp, bên đây nhà cầu. Bên đây là nhà bếp, chỗ nấu ăn nha các bạn. Đây, đây là chỗ rửa chén. Đấy, còn đây là tường hết. Còn ở ngoài kia là của người ta, bên kia cũng là của người ta, mà ngoài sau cũng là của người ta. Mình chỉ dọn dẹp được như thế rồi các bạn. Nhà trọ mà, mình mướn mà, ở nó chỉ thế thôi. Đây, vì mình không có chỗ nuôi các bạn à. Mình cũng muốn lắm, nhiều khi mình cũng muốn đi bắt mấy tổ ong trong trụ điện về để mà nuôi thùng các bạn. Nhưng mà như bạn, các bạn thấy nhà trọ mình như thế đó, mình nuôi đâu bây giờ? Mình đâu có nuôi ở ngoài đất người ta được, bên kia nhà người ta mình đâu có nuôi được. Nên hôm nay mình quay video này để mình nói cho các bạn biết là lý do vì sao mà mình không bắt tổ ong về nhà nuôi, mà mình chỉ để nuôi ở thiên nhiên thôi. Đó là lý do chính mà mình muốn quay video này gọi lên cho các bạn. Thôi mình cũng nói như thế các bạn cũng đã hiểu rồi. Mình xin kết thúc video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Nếu các bạn xem video mình thấy hay thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và like ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào các bạn. Hẹn gặp lại.